Những điều cần làm trước khi bạn đi thi. 1. Hãy ngủ sớm, tối thiểu là 10 giờ và chìm vào giấc ngủ ngay các bạn nhé. 2. Dậy sớm. Theo nghiên cứu, người ta nói là dậy trước tầm cỡ 4 giờ thì mình sẽ ôn bài tập rất là tốt. Và nhớ, cái ngày trước đi thi không được ôn bài mới mà chỉ xoay quanh những kiến thức mà mình đã học rồi, ôn lại bài cũ thôi. 3. Đi vệ sinh. Hãy đi vệ sinh. Bài tiết những cái gì cần bài tiết và giữ lại những gì cần giữ lại. 4. Tắm rửa. Cho cơ thể thật sự thoải mái, sảng khoái. 5. Ăn uống. Ăn những thức ăn dễ tiêu hóa. Đừng ăn bậy bạ nha, đừng ăn lòng đầy đường, hãy ăn đồ ăn của mẹ nấu. 6. Kiểm tra lại viết, thước, máy tính, những dụng cụ cần thiết, chứng minh nhân dân, thẻ dự thi, tất cả mọi thứ đủ chưa? Rồi hãy lên xe để được cha mẹ chở đi. Mấy quên được cả. Tiếp tục ha. Khi vào trường, kiếm bạn bè nói chuyện, không được lật sách vở ra ôn nữa. Khi bước vào cổng trường thì phải gặp bạn bè nói chuyện để cho thoải mái cơ thể. Và đặc biệt là phải nghiên cứu trước phòng thi, chỗ ngồi, nhà vệ sinh của mình đang chỗ nào để nhanh nhất có thể. Chúc các bạn có một kỳ thi thật tốt, tự tin, 10 điểm, go 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 và let's go.